Đó là thông điệp được chính quyền huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng muốn gửi đến mọi người dân đang sinh sống, sản xuất, kinh doanh tại địa phương và cả du khách khi đến với núi Lan Bi hồ Đan Kia, suối Vàng. Theo lãnh đạo Ủy ban dân huyện Lạc Dương, trong những năm qua, huyện triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ môi trường. Cụ thể, hàng năm tổ chức trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc nhằm duy trì độ che phủ của rừng đạt trên 85% diện tích. Tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, đặc biệt rác thải là chai lọ, bao bì, thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân đối với việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như tình trạng xả rác bừa bãi không đúng nơi quy định, đặc biệt rác thải từ sản xuất nông nghiệp, chai lọ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, nhiều người sau sử dụng còn vứt xuống suối, ao, hồ gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước của hồ Đan kia, suối Vàng. Hồ Đan Kia Suối Vàng là hồ cung cấp nước sinh hoạt cho cả thành phố Đà Lạt và thị trấn Lạc Dương với khoảng 200.000 người dân sinh sống. Vì vậy, giữ gìn và bảo vệ hồ Đan Kia Suối Vàng có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, bởi đây không những là nơi cung cấp nước sinh hoạt mà còn là một thắng cảnh vô cùng thơ mộng, tươi đẹp trong mắt du khách.